Chào tất cả anh em, xin giao lưu anh em một cù núi siêu lùng lực. Có bề đế nu cũ nha anh em. Bề đế rất là lực nha. Bề đế rất lực nha anh em. Oanh 208 nha anh em. Cao 1m4, cây nặng khoảng 500kg nha anh em. Bề đế nu sề nè. Bầu tròn rất đẹp anh em ạ. Có một cái vết lúa sơ chỗ này thôi, cái cũ của nó cuộn nó quăng lại hết anh em ạ. Rồi đi cho anh em xem. Cái cốc chủ nó thì nó lúa nha anh em nha, nó lúa khê chỗ này nha anh em. Đây này, sâu xuống khoảng 20 và nó lúa nó có khê này. Lúa lâu năm nha anh em, không có mạch cách. Rất lực, nặng khoảng 500kg nha anh em. Và có bề cốt của nó thì có ôm mấy viên đá, cuộn đá vô bên trong luôn. Anh em nào thiện chí thì giao lưu nha. Chào tất cả anh em.